Em chuẩn bị trong cái chuẩn bị đi sanh. Dạ là hiện tại thì em đang mang thai được 4 tháng rồi bà con cô chú anh chị ơi. Nhưng mà em bị bệnh gì em quên rồi. Bị em đang phải mắc phải một căn bệnh là giảm tiểu cầu đó bà con cô chú anh chị. Cho nên rất là khó. Thì cái đó bây giờ mình phải giải quyết làm sao mới được đó. Vậy là bây giờ trong cái lúc trước khi sanh thì nó nguy hiểm quá rồi sao? Vậy thì bệnh đó chắc mất tiền đó chị. Thì hy vọng rằng em vợ chồng em và gia đình em sẽ được bà con cô chú chị mạnh thường quân. Chị thấy cuộc sống của em nó sao, em nó thường ngày sao? Hay là tóc giờ tao bằng cảnh cũng khổ, bây giờ cái bệnh này tao cũng nghĩ là không có đi làm được đâu, chồng á giờ đâu có đi làm được đâu, Mà mà không biết giờ nghỉ ngày nào nữa. hiện tại thì Bây giờ đang có thai 4 tháng nữa gì. đang có bầu nữa thì xe bê không biết có tiền sinh đẻ không nữa. Mà đang có thai 4 tháng mà đang bị bệnh tiểu cầu nguy hiểm thôi. Giảm tiểu cầu mà không biết giờ bây giờ nó cũng đi xét nghiệm máu lại cái sao nữa. Được rồi thì mà hiện tại em đang ở là bà con quý chị. Nhà này không có chiếc nhà nữa. Được rồi, thôi con xin gửi lời chào bà con cô chú anh chị và cảm ơn bà con cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng con, giúp đỡ cho em, cho vợ chồng của em trong cái lúc khó khăn này. Và anh chúc cho gia đình giữ gìn sức khỏe nha. Rồi anh xin chào nha. Rồi. Rồi con xin kết thúc clip và con cũng nghỉ. Vậy rồi con xin gửi lời chào bà con cô chú anh chị nha. Thì hiện tại con đang ở ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, giữa kinh Sẻo Chàm. Thì con đang ở ngay nhà của một hộ nghèo và hai em thì rất là nhỏ luôn bà con cô chú anh chị ơi, mới hai mấy nhưng mà hiện tại thì chồng của em thì đang đi làm hồ, đang cụ hồ và là đây thì còn bên này là người chị ruột nhưng cũng ở nhà của nhà nhà chồng cũng ở gần ở đây. Được rồi thì căn nhà này hiện tại bà con cô chú anh chị ơi thì căn nhà này là căn nhà từ thiện của bà con cô chú Mạnh Thường Quân tặng cho. Được rồi thì trong cái đợt này bà con cô chú anh chị ơi thì rất là khó khăn và chồng của em thì không có đi làm và hiện tại thì đang ngoài ruộng để mà đi xịt thuốc mướn. Tú ơi mà em có thể nói sơ về cái bệnh mà em đang gặp phải Em thì bị giảm tiểu cầu. không? Rồi hiện tại em đang có thai nữa Có được 4 tháng tuần này. hả? Chị là chị ruột của Tú phải không? Chị thấy cuộc sống của em nó sao? Em nó thường ngày sao? Hay là sống giờ tao hoàn cảnh cũng khổ, bây giờ cái bệnh này tao cũng nghĩ là không có đi làm được đâu, chồng á giờ đâu có đi làm được đâu, Mà mà không biết hiện giờ nghỉ ngày nào nữa.
hiện tại thì gặp đang có thai 4 tháng nữa, đang có bầu nữa, vì thay bây giờ không biết có tiền sinh đẻ không nữa nè. Dạ. Mà đang có thai 4 tháng mà đang bị bệnh tiểu cầu cũng nguy hiểm lắm. Nó giảm tiểu cầu mà không biết giờ cái giờ không đi xét nghiệm máu lại được sao nữa. Rồi thì trước mắt thì hôm nay em có đến đây thì mang theo những phần quà để mà giúp cho gia đình để mà vượt qua khó khăn trong cái tình hình dịch bệnh này. Thì đầu tiên thì món quà của cô Hiền. Đó, món quà của cô Hiền ở Canada là 5 kg gạo. Đó, 5 kg gạo và một bọc là gia vị. À, đường, nước mắm, dầu ăn. Đó. Cảm ơn cô Hiền, cô cảm ơn cô Hiền. Đó, thì còn phần này là của chị Lê Trinh. Đó, chị Lê Trinh ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho cưng là một thùng mì và một bịch bột ngọt. Đó, còn cái này là của chị Nhã Vi Lâm. Chị Nhã Vi Lâm cũng có gửi cho cưng nữa là 10 kg gạo đó và một thùng mì đó, là của chị Nhã Vi Lâm. Và ngoài ra thì anh có mang theo cái phần quà riêng của cô Hiền và chị Lâm Thị Lán nữa. Thì cô Hiền ở Canada có gửi thêm là 100.000 và chị Lâm Thị Lán có gửi thêm trong này là 50.000 nữa, là tổng cộng là trong bao thư này là 150 nữa. Đó thì sẽ hy vọng rằng nó sẽ giúp cho vợ chồng em và bé sẽ vượt qua trong cái lúc khó khăn này khi mà thất nghiệp. Đó. Xin cái lời cảm ơn các chị và các cô. Đó thì đây. Dạ rồi. Đây bà con cô chú anh chị ơi. Em gửi lời cảm ơn bà con cô chú anh chị. Dạ, chị có đôi lời gì gửi đến Mạnh Thường Quân không? Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đó, đã giúp đỡ chị đó, cũng mang ơn. Đó. Không biết lời nào để nói cảm ơn cho cô chú anh chị chứ. Dạ rồi. Thì con gửi lời cảm ơn cô Hiền ở Canada cùng với chị Lê Trinh ở quận 7 và chị Nhã Vi Lâm và chị Lâm Thị Láng đã đồng hành cùng con mang những phần quà rất là cần thiết trong lúc này cho vợ chồng của em. Rồi thì con cảm ơn bà con cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều, và con cũng hy vọng rằng bà con cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước sẽ hỗ trợ giúp đỡ em khi mà em chuẩn bị trong cái chuẩn bị đi sanh. Dạ là hiện tại thì em đang mang thai được 4 tháng rồi bà con cô chú anh chị ơi. Nhưng mà em bị bệnh gì quên. Bị em đang phải mắc phải một căn bệnh là giảm tiểu cầu đó bà con cô chú anh chị. Cho nên rất là khó. Dạ. Thì cái đó bây giờ mình phải giải quyết làm sao mới được ta? Chị là chị có cầu thuốc uống thuốc sanh rồi. Vậy là bây giờ trong cái lúc trước khi sanh thì nó nguy hiểm quá rồi sao? Cái đó thì từ từ là có chứng gì bác sĩ theo dõi. Vậy thì bệnh đó chắc mất tiền lắm chị, mất tiền. Vô tiểu cầu bệnh mà lợi trăm mấy gian gì đó em không nhớ, mà bệnh chỉ là 3 triệu mấy, rồi có lợi bệnh nhỏ thì 3 triệu mấy. Rồi thì hy vọng rằng em vợ chồng em và gia đình em sẽ được bà con cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp để bây giờ để con quay sơ cái nhà tình thương của bà con cô chú anh chị mà hiện tại em đang ở nè bà con cô chú anh chị. Nhà này không có chủ nhà hết.
Được rồi. Thôi con xin gửi lời chào bà con cô chú anh chị và cảm ơn bà con cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng con, giúp đỡ cho em, cho vợ chồng của em trong cái lúc khó khăn này. Và anh chúc cho gia đình giữ gìn sức khỏe nha. Rồi anh xin chào nha. Rồi con xin kết thúc clip bà con cô chú anh chị.